Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Hồi ký nửa thế kỷ hành quân cùng đồng đội. Tác giả: Thiếu tướng Mai Xuân Tần. Nguyên phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân đoàn 2, nguyên phó cục trưởng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 13. Thời gian tôi công tác ở quân khu Trị Thiên là thời kỳ đầu ta đối mặt với kẻ thù mới là đế quốc Mỹ, có trang bị kỹ thuật hiện đại mạnh hơn Pháp nhiều. Chiến trường Trị Thiên là nơi đấu trí đấu lực, tập trung chủ lực mạnh nhất của hai bên. Những bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vận dụng vào cuộc chiến đấu mới này vẫn còn nguyên giá trị. Đó là do ta đã tổng kết thực tiễn, tìm thấy được quy luật đặc thù trong chiến tranh cách mạng của một nước nhỏ yếu chống lại một đế quốc lớn mạnh hơn nhiều về kinh tế và quân sự. Điều đó đã giúp tôi cùng với các đồng chí đồng đội đi qua kháng chiến chống thực dân Pháp có thể xây dựng một sư đoàn 100% là tân binh với cán bộ tập hợp từ nhiều nơi về mà chỉ chưa đầy một năm đã đưa vào một chiến trường ác liệt nhất mà đơn vị nào cũng hoàn thành nhiệm vụ tốt. Mỹ trang bị mạnh hơn Pháp, chiến tranh ác liệt hơn, đòi hỏi xây dựng ý chí, tinh thần dũng cảm, chiến đấu phải cao hơn. Đồng thời cũng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thông minh sáng tạo để vận dụng cách đánh cho thích hợp. Tư tưởng chỉ đạo vẫn là đánh gần, nay phát triển lên đánh gần hơn, kiên quyết hơn như câu nói bất hủ của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: bám thắt lưng địch mà đánh. Vẫn là tư tưởng tiến công, đánh vận động, kết hợp đánh cứ điểm, đánh tập đoàn cứ điểm, đánh du kích, nhưng chủ lực thì phát triển đánh vận động nhiều hơn. Thực tế chỉ hai lần vây lấn có tính chất chiến dịch như 935, Cốc Bay và Khe Xanh có ý định vây lấn để diệt, nhưng diễn biến địch tăng viện, ta có thế trận tốt để đánh viện nên chỉ huy linh hoạt đã chuyển sang đánh vận động, diệt nhiều địch, ta ít thương vong hơn. Vì vậy cách đánh từ vây lấn tấn diệt chuyển thành vây để tạo điều kiện đánh vận động. Duy chỉ một lần phòng ngự do tình hình bắt buộc ở Quảng Trị. Từ khi Mỹ đưa quân ồ ạt vào tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam, chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, chỉ sau 3 năm, năm 1968, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chủ trương sáng tạo, đúng đắn, từ Bộ Tổng Tư lệnh xuống đến địa phương đã tổ chức hết sức chặt chẽ, giữ được bí mật tuyệt đối, thực hiện thành công một đòn tiến công vũ bão vào hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn trên cả nước, thu được nhiều thắng lợi lớn, buộc Mỹ phải xuống thang, chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Tiếp đó ta đã tổ chức hai chiến dịch lớn. Năm 1971, ta đánh bại cuộc hành quân lớn của địch ra đường 9 Nam Lào, hòng cắt đứt đường Hồ Chí Minh, định bóp nghẹt cách mạng miền Nam thành chiến tranh du kích tàn lụi. Ta diệt một bộ phận lớn quân địch, bảo vệ được kho tàng, hành lang chiến lược vẫn thông suốt. Năm 1972, ta tiến công đánh tan phòng tuyến đường 9 của địch, giải phóng phần lớn tỉnh Quảng Trị, trụ lại một thời gian dài, đánh bại các cuộc hành quân lớn, các cuộc phản kích của địch có phi pháo chi viện ác liệt chưa từng thấy của Mỹ. Kết hợp với miền Bắc đánh thắng trận Điện Biên Phủ trên không, ta đã buộc Mỹ phải chịu ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Có điều là khi thực hiện cuộc tổng công kích, tôi chỉ nói riêng về chiến trường Trị Thiên mà tôi được chứng kiến, đã dốc sức. Ở đồng bằng thì bộc lộ hầu hết cơ sở, miền núi và giáp ranh thì dốc hết cơ sở vật chất, kể cả lương thực tăng ra, không có kế hoạch dự phòng khi rút quân, nên sau đó không giữ được thế ba vùng như trước. Tiếp đó đến tháng 5, rồi tháng 8, ta còn mở hai lần tiến công xuống đồng bằng, vẫn nhằm hướng chính vào thành phố Huế. Kết quả đã không đánh vào Huế được, mà thế ba vùng cũng mất, và đồng bằng xấu đi rất nhanh. Đó là bài học về đánh giá tình hình địch và ta. Về chiến dịch năm 1972, mục đích của Quân ủy Trung ương đề ra rất kiên quyết: giải phóng tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện và nắm thời cơ có lợi
giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế, phối hợp với các chiến trường bạn làm thay đổi cục diện chiến tranh. Quán triệt tinh thần đó, quân khu Trị Thiên lúc này chỉ đảm nhiệm tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoạt động sớm từ ngày 22 tháng 2 năm 1972 với hai trung đoàn chiến đấu rất tích cực để kiềm giữ lực lượng địch và diệt địch, làm chủ đường 12 áp sát Huế vào cuối tháng 4, cũng vừa lúc hướng chủ yếu đã giải phóng Quảng Trị, mở ra khả năng giải phóng Thừa Thiên Huế. Trong quân khu ai cũng muốn đề nghị bộ tăng cường lực lượng và chi viện vật chất để mở hướng tiến công thứ yếu vào Huế, phối hợp với hướng chủ yếu từ phía Bắc đánh vào, nhưng không được chấp nhận vì không có đường vận chuyển. Vì không có hướng thứ yếu đánh vào Huế, hướng tiến công chủ yếu trở nên đơn độc, địch tăng cường lực lượng phòng giữ kết hợp với phản kích mạnh, được phi pháo của Mỹ tăng cường, đánh phá ác liệt. Ta tiến công gặp khó khăn, không phát triển được mà phải chuyển sang phòng giữ vùng mới giải phóng, hết sức ngoan cường từ cuối tháng 6 năm 1972 đến 27 tháng 1 năm 1973. Những ví dụ thực tiễn đó đã cho ta bài học là khi tổ chức chiến dịch lớn nhằm mục đích kiên quyết phải có dự kiến kế hoạch phát triển và có chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch phát triển thắng lợi, nhất là tổ chức chiến trường, xây dựng đường xá, dự trữ vật chất, kỹ thuật. Những công việc này đòi hỏi thời gian rất dài, nếu không triển khai trước thì khi có thời cơ cũng bị bỏ lỡ. Đó cũng là bài học lớn cho cấp quân khu. Chiến dịch lớn diễn ra trên địa bàn quân khu, nếu không nhìn ra ngay từ những năm trước chưa coi trọng tổ chức chiến trường, làm đường vận chuyển, đến nay khi cần thì không bảo đảm được. Cục tác chiến ở Tổng hành dinh mùa xuân đại thắng. Đến năm 1974, tôi về lại cục tác chiến. Lúc này cục tác chiến đã phát triển lớn mạnh lên nhiều theo đà phát triển của quân đội. So với đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ngoài phòng chiến trường A, phòng kế hoạch, phòng tổng hợp, phòng giáo luyện, phòng máy tính, phòng hành chính bảo mật, phòng trực ban, cục tác chiến đã thêm các phòng mới chuyên lo miền Nam, B và chi viện hậu phương, chiến trường Lào, Campuchia, C, K, quân chủng, bước đầu có máy tính. Sở chỉ huy đã có hầm kiên cố sử dụng từ trước phòng chống khi địch có máy bay đánh phá ác liệt. Từ đây có đường dây nóng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Trung ương Đảng và Chính phủ, có tiêu đồ theo dõi máy bay địch ta từng giờ, từng phút. Thủ trưởng Cục tác chiến lúc này có Cục trưởng là đồng chí Vũ Lăng, Cục phó là các đồng chí Võ Quang Hồ, Phan Hàm, Lê Hữu Đức, Hoàng Nghĩa Khánh và tôi mới về. Tôi làm cục phó, được phân công công tác huấn luyện, tổng kết, nhưng chưa làm được bao nhiêu thì chuyển sang làm tác chiến vì đã đến lúc phải tập trung nắm tình hình địch và các chiến trường để giúp bộ chỉ đạo trước mắt, đồng thời cung cấp các yếu tố cho Bộ Tổng Tham mưu hoàn thiện đề cương chiến lược 2 năm 1975-1976 để kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị. Kế hoạch này được chuẩn bị rất công phu. Từ năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức một số trung tâm do đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, là một vị tướng đã từng được Bộ giao chỉ huy các chiến dịch đánh thắng lớn, làm tổ trưởng để tập trung nghiên cứu. Đồng chí Cục trưởng Cục tác chiến là một tổ viên. Thời gian đầu là đồng chí Vũ Lăng, sau này đồng chí Vũ Lăng được tăng cường cho Tây Nguyên thì đồng chí Lê Hữu Đức thay. Tôi còn nhớ một kỷ niệm của buổi chia tay giữa các thủ trưởng cục. Tôi hỏi anh Lăng có kinh nghiệm gì. Anh buột miệng nói một câu tiếng Pháp với nghĩa là ôi vinh và nhục. Thật bất ngờ mà cũng đúng tính anh. Trong cục cũng có các cán bộ chuyên trách làm kế hoạch để cung cấp các yếu tố cần thiết giúp đồng chí cục trưởng. Tổ trung tâm đã nhiều lần làm việc với Thường trực Quân ủy Trung ương. Lúc nào đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng trực tiếp nghe, cùng nghiên cứu và nêu nhiều vấn đề đi sâu nghiên cứu, giúp cho kế hoạch ngày càng hoàn chỉnh. Có thời gian Đại tướng phải đi Liên Xô chữa bệnh, cán bộ các cơ quan gần gũi với đồng chí biết tin nên hết sức lo lắng về sức khỏe của đồng chí, luôn chú ý theo dõi. Công việc của tổ trung tâm vẫn tiếp tục. Có khi đồng chí Lê Duẩn,
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng nghe Tổ Trung tâm báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo. Sang năm 1974 mới bình phục trở về, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã làm việc ngay với Tổ Trung tâm. Tôi may mắn có dịp báo cáo tình hình với đồng chí, đã tranh thủ hỏi thăm sức khỏe. Đại tướng vui vẻ cho biết phải qua một cuộc phẫu thuật lớn, nay sức khỏe đã khá, dần dần sẽ khôi phục bình thường. Tôi cùng cơ quan biết tin, rất mừng và lúc này mới cảm thấy thật yên tâm. Bản kế hoạch này còn được các cán bộ lãnh đạo từ miền Trung và Nam Bộ ra họp góp ý kiến cho sát với tình hình ở chiến trường. Bộ Tổng Tham mưu cũng đã bàn với các chiến trường kế hoạch chi viện mọi mặt để chiến trường có điều kiện thực hiện kế hoạch chiến lược. Tháng 12 năm 1974, đề cương chiến lược được trình Bộ Chính trị thông qua. Nó trở thành kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Khi được biết kế hoạch này, tôi liên tưởng đến chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Nó cũng phát huy cao độ lực lượng tổng hợp của chiến tranh nhân dân, phối hợp với các chiến trường một cách chủ động và mưu trí, cũng nhằm mục đích rất kiên quyết tạo thời cơ lịch sử, giành một trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Nhưng ngày nay quy mô về lực lượng và trang bị hiện đại, về địa bàn hoạt động và về thời gian thì rộng lớn và phức tạp hơn nhiều lần. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy vững tâm và tin tưởng chắc thắng hơn nhiều. Cuối năm 1974, Bộ Lập đoàn Cán bộ có đủ thành phần đại diện cho cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Cục Cán bộ, do đồng chí Lê Trọng Tấn làm trưởng đoàn đi thăm Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Đức. Tôi được tham gia trong đoàn. Mục đích chuyến đi thăm là học tập kinh nghiệm xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Đó là mục đích công khai. Còn trong nội bộ thì đây là ý định đánh lạc hướng đối phương, vì đã vào mùa khô, đồng chí Lê Trọng Tấn thường là người chỉ huy các trận đánh lớn mà lại đi nghiên cứu xây dựng quân đội. Hàm ý năm nay chưa có đánh lớn. Để rút ngắn thời gian của đồng chí Lê Trọng Tấn, từ Bắc Kinh đi Liên Xô, cả đoàn đi tàu hỏa, còn đồng chí đi máy bay thẳng sang Liên Xô. Và sau khi hoàn thành chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, đồng chí cũng đi máy bay thẳng về nhà. Kết quả là bạn hoan nghênh, thắt chặt được tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và quân đội của bạn và ta. Đối với cán bộ trong đoàn, chúng tôi đều cố tận dụng dịp này để nghiên cứu những kinh nghiệm của bạn về xây dựng lực lượng vũ trang chính quy hiện đại trong thời bình, nhất là tìm hiểu vấn đề tự động hóa chỉ huy. Vấn đề này đối với ta còn rất mới mẻ, nhưng bạn đã phát triển khá cao. Qua đó chúng tôi đã học tập được thêm kinh nghiệm hay của bạn. Đối với kẻ thù thì ta giữ được bí mật chiến lược. Vào mùa khô năm 1975, các hướng bắt đầu hoạt động theo kế hoạch đã báo cáo bộ và đều thu được những thắng lợi ban đầu. Đặc biệt bước vào đợt 2, cơ quan chúng tôi tin tưởng trận tiến công vào Buôn Ma Thuột. Mục tiêu quan trọng của chiến dịch là tất thắng, vì đã có Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng một đoàn cán bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục và chiến trường trực tiếp chỉ huy. Chỉ huy và công tác chuẩn bị các mặt đã đầy đủ, nhưng chúng tôi cũng rất hồi hộp, lo lắng liệu có giữ được bất ngờ cho trận đánh không. Cục 2 và Cục Tác chiến rất chăm chú theo dõi các động thái điều động quân trên chiến trường Tây Nguyên. Cho đến ngày N1, không thấy gì đáng ngờ, chúng tôi mới thở phào, yên tâm. Trận đánh đã diễn ra đúng như dự kiến kế hoạch. Ta đã thắng một trận giòn giã. Tiếp theo là các trận phản kích của lực lượng dự bị mạnh của địch bị bẻ gãy, làm rung động mạnh cả chiến trường Tây Nguyên và phủ Tổng thống Thiệu. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là toàn bộ lực lượng còn lại của quân khu 2 ngụy vội vã rút một cách hỗn loạn như rắn mất đầu theo con đường 7, là con đường độc đạo, địa hình hiểm trở, lâu nay không dùng đến, cầu đường không bảo đảm. Sau này xem tài liệu mới biết rằng Phan Văn Phú, tư lệnh quân khu 2, đã lập mưu để chuồn về Nha Trang trước một cách hợp pháp, vì y đã xin gặp Tổng thống Thiệu ở Nha Trang, được lệnh của Thiệu cho chuyển quân đoàn 2 về giữ đồng bằng ven biển, lại được Thiệu chấp nhận thăng cấp thiếu tướng cho đại tá Phan Văn Tất
để y có thể giao cho Tất chỉ huy rút quân, chúng tôi mới vỡ lẽ. Trước tình hình đó, khó khăn nhất của chiến trường là khi phát hiện được chắc là địch rút quân thì không vượt được lên trước để chặn địch. Chúng tôi đã báo tin thẳng cho quân khu 5. Các đồng chí ở đó cũng biết tin và đã điều hai tiểu đoàn địa phương cấp tốc chạy ngày đêm đến kịp cắt cầu Sơn Hòa, chặn địch ở Củng Sơn. Được tin đó, chúng tôi rất mừng vì biết rằng mặc dù địch rất đông nhưng lại mang theo cả gia đình nên rất ô hợp. Nếu bị đánh, chúng sẽ hoảng loạn tranh nhau tìm cách thoát thân. Một lực lượng nhỏ của ta với khí thế chiến thắng sẽ đủ sức chặn chúng không để chạy thoát. Ở phía Bắc, sư đoàn 320 được lệnh trực tiếp của đồng chí Văn Tiến Dũng đã tích cực vượt khó khăn, kiên quyết truy kích, đánh ngang sườn địch rồi đánh thốc xuống Củng Sơn, phối hợp với các tiểu đoàn địa phương vây chặt quân địch. Chỉ sau mấy ngày, chúng tôi đã nhận được tin ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch rút lui trên đường 7. Ta coi như xóa sổ quân khu 2 ngụy, giải phóng một vùng rộng lớn từ Tây Nguyên xuống sát cánh đồng ven biển, tạo thời cơ chiến lược lớn. Sau chiến thắng Tây Nguyên, không khí cơ quan trong khu nhà Rồng, nơi trực tiếp phục vụ sự lãnh đạo chỉ huy ở tổng hành dinh, sôi động hẳn lên. Mọi người hồ hởi phấn khởi, chào mừng nhau như được giải tỏa những lo lắng dồn nén, sự nóng lòng chờ đợi bao năm qua. Các tham mưu con xì xào bàn tán, chắc lãnh đạo sắp có những quyết định mới bất ngờ lắm đây. Ngày 18 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp đánh giá thời cơ đã xuất hiện, quyết định chuyển sang tổng công kích giải phóng miền Nam trong năm 1975. Phương hướng chủ yếu là Sài Gòn, trước mắt diệt quân khu 1 của địch, giải phóng Huế Đà Nẵng, không cho địch co cụm chiến lược. Chúng tôi hiểu rằng như vậy khi xác định chuyển sang kế hoạch thời cơ, đồng thời Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định 3 bước lớn của kế hoạch mới. Một là diệt quân khu 2, giải phóng Tây Nguyên. Hai là tiêu diệt quân khu 1 của địch, giải phóng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng và cuối cùng là Sài Gòn. Kể từ ngày 18 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh bắt đầu chỉ đạo các chiến trường theo kế hoạch thời cơ. Tôi thấy yêu cầu tính khẩn trương công tác đã lên cao độ khi được biết ngay chiều ngày 18 tháng 3, đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng chí Lê Quang Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đi làm việc với Quân đoàn 1 và Văn phòng Bộ, Cục Tác chiến phải lo tổ chức cuộc đi này. Tôi hiểu rằng ý định của Quân ủy Trung ương là tập trung sức mạnh, kiên quyết đánh nhanh, thắng nhanh, đánh tiêu diệt và làm tan rã quân khu 1 ngụy, không cho co cụm chiến lược, hòng tử thủ Sài Gòn để kéo dài thời gian. Mấy ngày trước đó, Cục 2 nhận được điện có dùng mật ngữ của Tổng thống Thiệu gửi Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh quân khu 1, đã lộ rõ ý định của địch sẽ bỏ Trị Thiên, Huế, co về tập trung giữ Quảng Đà. Ta phải sẵn sàng để đánh thắng trong mọi tình huống. Trước mắt, Bộ tập trung chỉ đạo cho quân khu 5, quân khu Trị Thiên, quân đoàn 2, quân đoàn 1, thiếu sư đoàn 308 cùng các binh quân chủng quán triệt quyết tâm mới của Bộ Chính trị, điều chỉnh kế hoạch phối hợp giữa quân khu Trị Thiên, quân đoàn 2 và quân khu 5. Đồng chí Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo quân đoàn 2 tập trung lực lượng kiên quyết chia cắt chiến dịch giữ Huế, Đà Nẵng cùng quân khu Trị Thiên, tiêu diệt bằng được sư đoàn 1 ngụy, không cho co cụm, giải phóng Huế, tạo thế tập trung tiêu diệt quân khu 1 còn lại ở Đà Nẵng, nhằm thực hiện nhanh đợt chiến lược lớn thứ hai, giải phóng Huế, Đà Nẵng. Đoàn chiến lược này do Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ huy. Trên địa bàn của quân khu 5 và quân khu Trị Thiên, dùng lực lượng hiện có, Bộ có thể điều thêm quân đoàn 1 và quân binh chủng khi cần. Kể từ ngày 21 tháng 3 năm 1975, quân đoàn 2, lực lượng chủ yếu của chiến trường Trị Thiên, bắt đầu thực hiện kế hoạch thời cơ. Toàn bộ 5 trung đoàn có mặt của sư đoàn 325, 324 thuộc quân đoàn 2 tập trung đánh cắt chiến dịch đường 1 đoạn giữa Nam Phú Lộc, Bắc Hải Vân. Từ ngày 18 tháng 3, tôi được giao nhiệm vụ làm kế hoạch đánh Đà Nẵng.
đồng chí tổng tư lệnh xuống cơ quan tác chiến, muốn sớm nắm những tin tức từ chiến trường. Có hôm đồng chí vào phòng làm việc của tôi báo cáo ý định quyết tâm và dự kiến giao nhiệm vụ cho đơn vị. Nghe xong, đồng chí hướng dẫn: phải là hai kế hoạch, nếu nó cố thủ thì đánh có chuẩn bị, huy động thêm lực lượng cho chắc thắng. Phải chuẩn bị trường hợp chúng rối loạn thì dùng lực lượng tại chỗ đánh thật táo bạo, không cho chúng rút chạy. Lúc này tình hình rất khẩn trương. Khoảng trưa ngày 19 tháng 3, ta đã nhận được tin địch ở Quảng Trị rút chạy. Khuya ngày 22 tháng 3, tôi nhận được báo cáo của quân đoàn 2 đã cắt được đường 1 nhưng chưa chiếm được núi Bông, núi Nghệ. Tôi sống lâu ở Huế, cũng vừa mới từ quân khu Trị Thiên ra. Anh Cao Văn Khánh lúc này là phó tổng tham mưu trưởng, trước là thầy học của tôi ở Huế. Hai anh em rất hiểu địa thế ở đây. Tôi đề nghị với anh Khánh chỉ thị cho quân đoàn 2 vượt qua núi Bông, núi Nghệ, đánh thẳng ra cửa Thuận và chú ý khống chế cửa Tư Hiền thì địch sẽ thua mà Huế đỡ bị thiệt hại. Anh Khánh đồng ý, tôi về viết điện ngay. Quá khuya, đồng chí tổng tư lệnh nóng lòng biết tin, còn gọi điện hỏi thăm. Đồng chí lại chỉ thị điện tiếp một mệnh lệnh: quân đoàn 2 cử lực lượng đánh ngay ra cửa Thuận, ký tên Văn. Sáng hôm sau, tôi hỏi trực ban quân đoàn 2: đã nhận được điện số chưa? Vừa mới nhận được, bộ tư lệnh quân đoàn cũng đang tính như vậy. Có điện của trên, quân đoàn hiểu rõ thời cơ đòi hỏi rất gấp nên đã chia nhau xuống các sư đoàn và toàn quân đoàn, coi như đã xuống đồng bằng đôn đốc đơn vị theo hai hướng, về cửa Thuận và về Phú Bài phát triển về Huế. Sau chúng tôi mới biết tin, ngày 25 tháng 3 ta đã tiêu diệt rất lớn quân địch. Xe tăng thiết giáp cơ giới trên đường từ Huế ra cửa Thuận, bộ đội vượt phá phát triển ra cửa Tư Hiền. Lúc 13 giờ chiều ngày 25 tháng 3, trung đoàn 101 thuộc sư đoàn 325 vào trước, tiếp sau là trung đoàn 3, sư đoàn 324 vào chiếm Huế, treo cờ. Phía bắc, tiểu đoàn 8 của Quảng Trị cũng đã tiến vào Huế hồi 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3. Phía tây, trung đoàn 6 của quân khu Trị Thiên tối ngày 25 tháng 3 đến bờ sông, 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 mới vào Huế và treo lá cờ lớn lên cột cờ, chính thức báo hiệu Trị Thiên Huế đã hoàn toàn giải phóng. Ngày 24 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp nắm tình hình. Qua ngày 25 tháng 3 quyết định, thời cơ chiến lược mới đã đến, quyết tâm giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa, trước mắt kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Huế, Đà Nẵng và tiếp theo là quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn ra định. Quân ủy Trung ương đề nghị mở mặt trận Quảng Đà, cử đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm chính ủy. Đồng thời Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập quân đoàn 3, đồng chí Vũ Lăng làm tư lệnh, đồng chí Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy. Ngày 26 tháng 3, trong khi Bộ Tổng Tham mưu bàn kế hoạch, đồng chí Cao Văn Khánh đã điện cho quân đoàn 2 sẵn sàng chuyển đánh Đà Nẵng, tăng cường pháo ở Mũi Châu. Từ trận điện này, pháo ta có thể bắn đến các mục tiêu quan trọng ở Đà Nẵng, cho đủ một tiểu đoàn, đủ đạn. Sáng sớm ngày 26 tháng 3, đêm ngày 25 tháng 3, chúng tôi chưa nhận được tin Huế đã giải phóng. Tôi dẫn một đoàn đi trước, chuẩn bị cho đồng chí Lê Trọng Tấn hợp nhất với đồng chí Chu Huy Mân để lập bộ chỉ huy mặt trận. Các cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đi riêng sẽ do đoàn chúng tôi đón tại sở chỉ huy của đoàn 559 ở Bãi Hà vào tối ngày 26 tháng 3. Đồng chí Lê Trọng Tấn còn họp đến chiều mới đi máy bay vào Bãi Hà. Đi cùng có đồng chí Phi Long là cán bộ cục tác chiến được chỉ định làm trưởng phòng tác chiến của mặt trận. Sáng ngày 27 tháng 3 đi tiếp, chúng tôi cùng đoàn tiền trạm xuất phát thật sớm. Vì đi trước nên tôi không biết là sáng ngày 26 trong cuộc họp có đồng chí tổng tư lệnh dự. Đồng chí đã quyết định thời gian chuẩn bị chỉ được 3 ngày nên tôi đã quá ung dung khi đồng ý với đoàn tiền trạm để cho đồng chí Tấn tạm nghỉ trước khi đến đường rẽ vào quân đoàn 2. Lẽ ra tôi phải ép anh em đi qua đấy hơn 10 km nữa
có trạm thông tin mới được nghỉ. Vì vậy khi đến đồng chí Tấn vào nghỉ, đồng chí không bằng lòng, cho rằng phải tiếp tục đi luôn, tối nghỉ ở trạm thông tin là đúng đắn nhất. Tôi đã không kịp theo với diễn biến chiến trường, bấy giờ đã trôi quá nhanh rồi. Sáng ngày 28 tháng 3, quay trở lại đường 74 do quân đoàn 2 mới sửa lại. Đường rất xấu, nhiều dốc, có chỗ lầy, gặp đồng chí Thanh Quảng, phó chính ủy quân khu Trị Thiên, mới biết ngày 25 tháng 3 ta đã chiếm Huế. Đến tối chúng tôi mới đến sở chỉ huy của quân đoàn 2. Vừa ngồi vào bàn làm việc, đồng chí Phi Long bị ngất xỉu vì quá mệt sau mấy ngày làm việc và hai ngày hành quân căng thẳng. Khi làm việc với quân đoàn 2, được biết ngày 26 tháng 3, theo điện của bộ, quân đoàn đã ra lệnh trung đoàn 18 tăng cường một đại đội xe tăng phát triển tiến công lên hướng đèo Hải Vân, do đồng chí Hoàng Đan, phó tư lệnh, đi trực tiếp chỉ huy. Tối ngày 28 tháng 3, trung đoàn 18 do sở chỉ huy nhẹ, sư đoàn 325 chỉ huy đã chiếm Lăng Cô, đang phát triển lên đèo. Hướng đường 14 qua Mũi Trâu, sáng ngày 28 tháng 3, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 304 đã đến vị trí tập kết, sẵn sàng đánh các mục tiêu làm bàn đạp ở Tây Bắc Đà Nẵng. Pháo chiến dịch đặt ở Mũi Trâu đã bắn vào làm tê liệt sân bay Đà Nẵng, bắn vào cảng làm cho tàu không dám vào, bắn vào sở chỉ huy địch làm mất liên lạc với Sài Gòn. Quân đoàn cũng đã ra lệnh cho sư đoàn 304 thiếu trung đoàn 9 hiệp đồng với quân khu 5 tiến công vào hướng đông nam Đà Nẵng. Sau khi nghỉ một đêm ở sở chỉ huy quân đoàn 2, mọi người đã hồi phục, đồng chí Phi Long đã tỉnh táo. Chúng tôi làm một nhóm đi trước vào Đà Nẵng, tìm liên lạc với đồng chí Chu Huy Mân, bố trí chỗ làm việc, chuẩn bị buổi họp đầu tiên của Bộ Tư lệnh Mặt trận. Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nghĩ mọi việc thật suôn sẻ, lòng phấn khởi mừng thầm. Quê mẹ đã được giải phóng, nhưng lại băn khoăn lo lắng trong khói lửa thế này, không biết có an toàn không. Mẹ ngoài 75, bây giờ già yếu rồi. Tiếng súng đã lùi xa, con đường rừng sau hôm nay cảnh vật thanh bình lạ. Xe chạy giữa các lùm cây xanh tươi, còn đọng sương sớm. Gió ban mai hiu hiu thổi thật mát mẻ, dễ chịu. Bao nhiêu mệt nhọc mấy ngày qua đều tan biến hết. Ra khỏi cửa rừng, đến con suối nhỏ, không hiểu vì sao tôi cho xe dừng lại, bảo đồng chí lái xe: "Em tranh thủ rửa sạch bùn đất đi." Tôi vừa xuống suối rửa mặt mũi tay chân xong, đang chỉnh lại áo quần thì đồng chí Phi Long đi xe sau vừa tới hô to: "Lại xem anh Tần chuẩn bị về quê anh em ơi." Tôi như sực tỉnh, cười nói: "Ta lên xe đi đi thôi, Tết mới về quê được, ai đi tìm cụ Mân cho đây? Chắc ra đường sợ gặp bà con đây mà." Đồng chí Phi Long chưa chịu tha, thế là lại tiếp tục đi. Ra đến quốc lộ 1, xe quẹo phải hướng vào Đà Nẵng. Tôi còn quay đầu nhìn về hướng Huế. Đi dọc đường quốc lộ 1, chúng tôi chỉ thấy xe dân, xe nào cũng mang cờ Phật, biết rằng Đà Nẵng đã giải phóng. Trong lòng thấy thất vọng, một ý nghĩ thật trái ngược nhưng lại rất thật. Không phải chúng tôi đang cố vượt thời gian lo cho các vị chỉ huy bản tổ chức chiến dịch đó sao? Thế mà bây giờ còn để mỗi người một nơi. Đó là cảm tưởng không đạt yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng rồi không khí nhộn nhịp, hồ hởi phấn khởi chưa từng có của nhân dân trên đường chúng tôi đi lại kéo tôi về thực tại. Huế giải phóng rồi sao? Đà Nẵng giải phóng thật rồi sao? Cả quân khu một đồ sộ, niềm kiêu hãnh của chế độ Sài Gòn đã tan thành mây khói rồi sao? Chiến trường sỏi đá, mỗi y tấc đất đều bị đào bới bởi bom đạn, đã được giải phóng rồi. Nhân dân 4 tỉnh, 2 thành phố lớn đã được độc lập tự do rồi. Kể từ lúc nổ súng ở Buôn Ma Thuột mới 20 ngày, hai quân khu của địch đã bị đánh tan. Như một giấc mơ, thật đúng là một ngày bằng 20 năm. Tôi đang miên man trong đầu óc với những ý nghĩ hết sức lạc quan đó, bỗng nghe có tiếng hô lớn: "Đến Đà Nẵng rồi." Lúc ấy đã quá trưa, khi vào đến phố, ở đâu cũng thấy dân rất phấn khởi, nhà xe đều treo toàn cờ Phật, chỉ một số cơ sở quân ta mới tiếp quản có cờ giải phóng, giữa đường rải rác áo quần,
giày mũ, đủ các thứ trang bị của lính ngụy vứt bỏ để tháo thân. Tôi tìm đến sở chỉ huy sư đoàn 3 ngụy, tìm đồng chí chính, trung đoàn trưởng trung đoàn 9, theo đồng chí ra trung tâm gặp cán bộ của địa phương, tìm được đến chỗ đồng chí Nguyễn Chánh, tư lệnh quân khu 5. Theo hướng dẫn của đồng chí Chánh, chúng tôi tìm được địa điểm ở Phước Tượng có chỗ làm việc yên tĩnh, an toàn. Đề nghị đồng chí Chánh mời đồng chí Chu Huy Mân tới làm việc với đồng chí Tấn. Chúng tôi quay về chỗ hẹn đón đồng chí Tấn, đưa đồng chí đến chỗ họp. Lúc đó trời đã sẩm tối. Đó là lần gặp mặt và làm việc đầu tiên của Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Khi đó bộ đội các hướng đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch thuộc quân khu 1 ngụy, là quân khu mạnh nhất ở tuyến đầu của địch. Hồi 13 giờ hôm nay, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Sau này chúng tôi mới biết, khi Trung đoàn 8, Sư đoàn 325 cùng xe tăng tiến vào cổng Sơn Trà, nơi địch đang tập trung rất đông để đợi tàu, chúng hoảng hốt chạy tán loạn. Chỉ có Ngô Quang Trường và một số ít nhảy ao xuống biển tháo thân, bơi được đến một chiếc xuồng tuần tiễu của Hải quân ngụy đón sẵn để ra tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi. Đến đây quân dân 4 tỉnh và thành phố Đà Nẵng, Huế cùng quân đoàn 2 đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân khu 1 của địch, mở ra thời cơ và điều kiện cho đòn quyết chiến chiến lược cuối cùng vào sào huyệt của Mỹ ngụy, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.